Bà cho con ly trà đá đi. À, tôi làm liền, cô chờ chút nha. Quán bà cũng có rượu tây nữa hả? Sao bữa ba nói với con là bà không có? Tôi đâu có biết. Cái đó là của thằng con trai tôi đó. Để trong nhà cả chục năm nay rồi. Rượu tây đó bà. Bà cho con ly nha, không thèm không? Nước của cô đây. Rượu ngon thì phải có bạn hiền. Bà làm với con một ly nha. Tôi đâu có biết uống, cô cứ uống đi. Vô. Vô. Hết luôn nha. Nói thiệt, ngon vậy mà hổm rày không có biết. Vậy là có bạn hiền rồi. Ngày nào cũng làm vậy nữa nha.